Xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính. Xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính. Xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính. Xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính. Xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính. Xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa ba ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa ba ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa ba ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tư ngô không thầy chỉ dạy. Bút thần xa ra năng gật cha mi thầm mặn xa ra năng gật cha mi sân hân xa ra năng gật cha mi tu ti yam bi thâu thần xa ra năng gật cha mi tu ti yam bi thầm mặn xa ra năng gật cha mi tu ti yam bi sang hằng sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi buộc thằng sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi tham măng sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi sang hằng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tisaranagyanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu pana tipata về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya mi musavada về ramani sikha badang samadhiya mi sura me raya matchapa madathana về ramani sikha badang samadhiya. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Amma bành tê ba na ti ba ta về ra ma ni sik kha ba đằng sa ma di ya mi a di na da na về ra ma ni sik kha ba đằng sa ma di ya mi ca me su mi cha cha ra về ra ma ni sik kha ba đằng sa ma di ya mi mu sa va da về ra ma ni sik kha ba đằng sa ma di ya mi Sura me raya macha ba ma dathana ve ramani sikha ba đằng samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Dạ, Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada nisa dukkha to appa made na nicca kalang samara kitap bang chư thiện tinh sau khi thọ tỳ tam quy và ngụ giới nơi tam bảo hải ráng quân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời. Chẳng nên dễ vui. A ma bành tê, dạ xin vâng, dạ con xin tri ân sư Nguyên Thông đã trì trao tam quy và ngũ giới cho chúng con, và con xin sám hối Phật bảo ạ. Uttamang ghe na wan đê hăng, bà đá bành sum va rút tà măng, bụt thê yô khá lý tô đô sô, bụt thô khá ma tú tăng ma măng. Thế Tôn có dạy rằng Silena Sukhatin Yang Thi Silena Phukasambada Silena Nipun Thi Yang Thi Tasma Si Lang Vi So Thát Ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Và bây giờ thì sám hối. Dạ, A Ma Bành Tê, dạ chúng dạ, dạ con xin sám hối Phật bảo ạ. Uttamang ghe na wan đê hăng, bà đa bành sum va rút ta măng, bút thê yô khá lý tô đô sô, bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan đê hăng, tham manh cha đu hi thần va răng, tham mê yô khá li tô đô sô, tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sang hô vi su sang go vi su tho va ra đát khi này vô san tin ri vô sắp ba. Uttamang ghe na wan đê hăng, sang hành cha đu vi thô ta măng, sang ghe yô khá lý tô đô sô, sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến cúi tăng bảo, xá tội lỗi ấy cho con. Saka tua bu daratanang o satang o tamang varang hitang de va manu sanang bu tha te che na so thi na na sang tu pa da va sap be du kha bu pa sa mang tu te Saka tua tham maratanang o satang o tamang varang parila hu pa sa manang tham ma te che na so thi na na sang tu pa da va sap be pa ya vu pa sa mang tu te Saka tua sang karatanang o satang o tamang varang a hu nei yang pa hu nei yang sang kha te che na so thi na na sang tu pa da va sap be ro ga vu pa sa mang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp.
Nhờ lòng tôn kính pháp bảo như món linh dược quý cao là pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quán nghinh tôn trọng. Si tham a thu, si tham a thu, si tham a thu, y đăng phá lăng. Ê ta smin ratana ta yasmin sampasada na che ta so, cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nguyên Thông xin có lời khuyến khích là chư vị Phật tử nên thường xuyên làm những câu việc xin giới như thế này để quen, và thường xuyên học kinh Pali để quen, là vì chúng ta là Phật tử cũng như tỳ kheo, mình là đệ tử của Đức Phật thì phải xứng, phải cố gắng hành trì thế nào để xứng đáng là một Phật tử, như là cái tên của mình là Phật tử, mình sẽ xứng đáng học hành như thế nào để xứng đáng là một tỳ kheo, là đệ tử của Đức Phật. Vì vậy cho nên việc sinh giới và cái việc giữ ngũ giới là chuyện bắt buộc tất cả mọi người chúng ta. Tỳ kheo thì 257 giới nhưng mà cũng nằm trong cái ngũ giới, hay là bát giới hay thập giới, thì tất cả những điều đó chúng ta phải giữ tròn. Ngoài những điều đó là chúng ta phải học kinh và hiểu được giáo pháp. Người ta tu mà không học kinh, không hiểu giáo pháp thì chưa có tu được. Cái đó chỉ là pháp học. Còn pháp hành là thiền định, tức là phải tu thiền samatha, là thiền chỉ hay là thiền định đó, là meditation đó. Và cái thiền thứ hai là vipassana, là quán thân thọ tâm pháp, để thấy rằng thân thọ tâm pháp không phải là mình, và thân thọ tâm pháp là nhơ bẩn, thân thọ tâm pháp là nơi ổ bệnh hoạn, và thân thọ tâm pháp là nơi mà chất chứa những cái mưu sâu hiểm độc của chúng ta. Phải quán thân những điều đó và phải rời ly khai cái điều đó. Không có thương thân thể này, tuy nhiên phải giữ sạch sẽ thân thể này để sử dụng cái thân thể này để tu những thiện pháp, để chứng đắc Niết Bàn. Trong khi chưa chứng đắc Niết Bàn thì cái thiện pháp đó sẽ giúp chúng ta sanh sống trong trần gian một cái vui vẻ. Đó là lời khuyên của Nguyên Thông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật xin chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Con xin trao mai lại cho sư phụ Thánh Tâm hoặc là Óp. Dạ, dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy về ngũ giới, chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời sư dạy, con sẽ cố gắng tinh tấn học hỏi nhiều hơn. Dạ, xin sám hối chứ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, một lần nữa chúng con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã truyền tam quy ngũ giới cho chúng con, và kính sa thú chị An Nhiên đã thay mặt đạo tràng thọ tam quy ngũ giới. Dạ, sa thú chị không sao hết, vài lần đầu thì hơi rung, thì hơi đọc loạn trạng chút, nhưng mà chị cầm mic quen, dần dần thì nó cũng thành một cái thói quen. Rồi nếu mà chị muốn học thêm thì sư Trí Đức có lớp dạy Bali, thành ra nếu mà chị hoan hỷ thì họ sẽ đưa cái room thì chị có thể vô chị học hỏi thêm. Dạ, con chưa có thấy pháp sư vô, sư pháp tính chưa vô, thưa sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông. Con không biết là sư Thanh Tâm hoặc sư Nguyên Thông có thể giảng dạy cho con, chúng con bài học ngắn, hoặc là không biết nên đọc bài Pali không. Dạ, con xin trao mic lại cho sư Thanh Tâm hoặc sư Nguyên Thông ạ. Tại con chưa thấy pháp sư vô ạ. Dạ, con xin trao mic cho sư ạ. Dạ, Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con xin kính lễ bằng ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào sư Nguyên Thông và quý cô cùng quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cái kinh mà nãy sư đọc đó là bài kinh Hạnh Phúc Kinh. Trong cái Hạnh Phúc Kinh đó, nó có một cái bài kệ là khi xúc chạm việc đời
tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, mà làm sao tâm mình nó không có bị phiền não chi phối, mà tâm mình nó được tự tại, nó được an nhiên, nó được thanh tịnh, không có ô nhiễm, tức là không có tham, không sân, không si. Thì theo quý vị phải làm sao? Khi xúc chạm việc đời, thì khi mình làm, mình đi làm việc, thì mình xúc chạm đủ thứ chuyện, phải không? Cảnh thấy nè, cảnh nghe nè, mùi vị nè, cảm thọ nè. Khi thấy đó, thì có khi mình thấy người, có người như ý, có người không như ý. Thấy cảnh, có khi cảnh tốt, cảnh xấu. Có khi gặp thú, thú nó hiền, những con thú nó hung dữ với mình. Đại khái là khi mình tiếp xúc với đời thì nó có nhiều chuyện lắm. Có khi mình được khen, có khi mình bị chê, có khi mình được lợi, có khi mình mất lợi, có khi mình hạnh phúc, có khi mình khổ đau. Thì theo suy nghĩ á, nếu mà người mà không có biết tu tập á, thì rất rất là dễ bị xúc động, rất là dễ bị phiền não chi phối. Mà khi mà một người bị phiền não mà nó chi phối á, người đó sẽ xúc động và đau khổ. Ví dụ như người ta chê mình ha, người ta chê mình là mình nói giận liền, giận đùng 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 cái gì dễ sợ lắm á. Mà thường thường mình nói giận á, nó đi với cái tâm hại, là mình muốn triệt tiêu cái đối tượng đó. Gì để coi, người nào mà hiền á nha, hiền á, gặp cái người mà họ phá mình, họ gây khó khăn cho mình, cái người mà hiền á thì họ giận rồi, họ mong cho cái người đi mất cho rồi. Tính rất là xa cặp mắt của mình á. Đó là những người hiền đó. Còn người hung dữ một chút, hung dữ một chút là họ sừng sộ trở lại, phải không? Họ thấy họ quýt trở lại. Thì có người mà hung dữ một chút nữa, có thể là đánh, là đập chẳng hạn, đuổi đi chẳng hạn. Dễ sợ lắm quý vị. Cái tâm của mình đó, khi mà mình bị làm khó, bị người ta chê là mình hung dữ lắm, sân si lên dữ lắm. Mà hãy có sân là nó đi là cái tâm hại à. Bởi vì gì thế, ở đời nhiều khi nào đánh nhau, chửi nhau, mắng nhau á, giết nhau luôn á, dễ sợ lắm. Tâm sân, thì tâm tham cũng vậy. Khi mà mình gặp cảnh được như ý, cái nãy là không như ý, bất toàn nguyện, thì mình sân si là không nói gì. Còn này như ý, mà như ý cũng khổ nữa quý vị. Người ta khen mình ghê là mình thương, mình thích, mình nhớ dữ lắm. Cái gì mà được như ý á, về vật chất ha, mình được là mình mừng lắm, mình vui lắm, mình tham, mình muốn chiếm chiếm hữu. Mà cái gì mà có chiếm hữu, có tâm tham ở trong á, thì nó có sự nguy hiểm trong. Bởi vì Đức Phật dạy đó, vì thế khi mà mình gặp cảnh mà tốt á, cảnh mà như ý á, thì lòng tham nó sanh khởi. Rồi tham mà được rồi đó, nó có cái sự nguy hiểm của nó nữa. Tức là cái vị, cái cảnh mà như ý thì nó có cái vị ngọt của nó. Nhưng mà sau cái vị ngọt của nó đó là sự nguy hiểm. Tại vì tham ái mà, tham ái sanh ra lo âu, tham ái sanh ra sợ hãi. Mình có, để ý coi, mình có cái gì là mình lo cái đó à. Ai có vợ thì lo sợ mất vợ. Ai có con thì lo cho con, sợ con nó bị như thế này thế kia. Vì sao? Cái tham dục đó, nó có cái vị ngọt của nó. Nhưng mà sau đó đó, nó có cái sự nguy hiểm.
nguy hiểm, rất là khổ quý vị nha. Có cái ông đó, đó ông đi, đang đi cày ruộng đó, rồi ông nghêu ngao ông hát, ta có ruộng thì ta cày ruộng, ta có lúa thì ta sẽ giàu, có vợ vui với vợ. Đức Phật đi ngang ngoài, Đức Phật nghe nói ta không có ruộng, ta không có lo sợ ha, mất ruộng, ta không có vợ thì nói ta không có mất, không có sợ mất vợ. Ta không có của cải cho nên ta không có sợ mất mất của cải. Quý vị, Đức Phật là bậc trí tuệ, ngài nhận ra cái điều đó. Dục đó, nó có cái vị ngọt của nó, nhưng sau đó nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó. Cho nên người tu á, khi mà mình xúc chạm với việc đời thì thứ nhất á, là mình phải có những cái pháp tu, ví dụ như là mình phải chánh niệm tỉnh giác, thấy như thấy, nghe như nghe, mình thấy mình biết hết, nghe mình biết hết, biết rõ mọi chuyện, nhưng đừng để tham sân si nó chi phối. Cái thứ hai là biết thu thúc lục căn, tức là cái thứ nhất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rồi biết thu thúc lục căn, đừng để cho tham sân si chi phối. Thì người mà được như vậy là tâm không động không sầu, tự tại, được an vui. Mô Phật khi đã thấy sư pháp tính đến với lớp học rồi, bây giờ mời một vị lên thỉnh pháp sư nha. Mô Phật xin kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ sư pháp tính và kính chào đạo tràng. Bây giờ mời một vị, thôi mời chị Diệu Hà đi. Chứ mời chung chung không ai giơ tay hết. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và sư Pháp Tính. Dạ con không biết chị có muốn lên cầm mic để thỉnh pháp sư không, chị cho bàn tay xinh đẹp. Dạ thôi con thấy không có giờ để lần khác. Dạ thôi để con thay mặt đạo tràng kính thỉnh pháp sư, con kính mời đạo tràng đọc cùng thỉnh pháp sư với con. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma da sanna ya chaya tha. Brahma-cha-lo-ka-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-va-rang-a-ya-cha-tha. Santi-tha-sa-ta-pa-ra-cha-cha-ka-ti-ka-dai-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-bi-mang-ba-chang. Sat-tham-ma-fe-vin-vi-na-yan-cha-ka-yang-sat. Tăng cha bằng tham a phi tham a chậm mong a cô ta dành tổ cha tu sa cha đành đằng bắp bồ tha này về Parisa ya mắt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp, đó là Nhẫn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con kính cung thỉnh sư Pháp Tính đăng đàn dẫn dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con xin trao mic cho sư thử âm thanh ạ. Dạ con xin trao mic.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào toàn thể đại chúng. Giờ đây thì chúng tôi xin được làm lễ tam bảo tóm tắt để bước vào thời giảng hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sotthato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassa nathang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, từng lễ này thì chúng ta tiếp tục học đến phần hữu duyên sanh phá quá bách cha già cha tí, coi như là chúng ta sẽ gần hết, chúng ta sẽ gần hết thập hữu duyên rồi. Lúc trước là chúng tôi tưởng là coi như là cái bài kinh này là giảng đến một năm hơn một năm, nhưng mà cuối cùng hỉ hả chúng ta nghĩ cũng bao nhiêu kỳ đó. Do chúng tôi bận bao nhiêu kỳ đó, mà bữa nay thì coi như là còn có vài chi nữa là coi như là đã hết cái phần tập nhị nhân duyên rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay mình học về hữu duyên sanh. Vậy thì hữu ở đây đó là chỉ cho 29 nghiệp hữu, 29 nghiệp hữu sẽ tạo ra 32 tâm quả hiệp thế cùng 35 tâm sở và 18 sắc nghiệp. Vậy thì từ 13 tháng 3 rồi. Vậy thì hữu duyên cho sanh. Vậy thì ở đây cái chữ sanh ở đây là chỉ cho cái gì quý vị? Chữ sanh ở đây là chỉ cho các cái tâm quả hiệp thế, các cái tâm quả hiệp thế và sở hữu hợp và sắc nghiệp, các cái tâm quả hiệp thế. Bây giờ quý vị em có thể Hồng Thị Kim Nhung có thể ghi giùm chúng tôi sanh, sanh chi pháp, chi pháp là các tâm quả hiệp thế, các tâm quả hiệp thế, sở hữu hợp và sắc nghiệp đó. Rồi, vậy thì sanh ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự khởi lên của ngũ uẩn, như vậy gọi là sanh. Hễ mà ở đâu, ở trong cái cảnh giới nào mà nó có hiện khởi ngũ uẩn, tứ uẩn, nhất uẩn thì đều gọi là sanh, cha tí. Đó, mới bắt đầu thì nó hơi khó nhỉ, chứ chúng tôi một chút nữa chúng tôi sẽ phân tích ra từ từ cho quý vị nghe là chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ. Đó, vậy thì sanh ở đây có nghĩa là những cái tâm quả hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp cùng với 18 sắc nghiệp, sắc nghiệp ghi chung vậy cũng được. Đó, vậy thì coi như là cái sự khởi lên của ngũ uẩn như vậy á, gọi là sanh. Rồi, vậy thì làm sao mà do đâu mà có những cái tâm quả này nó sanh lên? Làm sao mà nó có những cái tâm quả này nó sanh lên quý vị? Thì là do đâu? Do hữu, nhờ vào sự có mặt của hữu nên sanh nó mới có mặt. Vậy thì đối với hữu ở đây có nghĩa là nghiệp hữu, ở đây á, nói về hữu có nghĩa là nghiệp hữu, nghiệp hữu nó làm duyên cho
sanh dễ thi, nghiệp hữu ở đây là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho từ trong 29 nghiệp hữu, tâm sở tư đó, sở hữu tư đó, trong 20 nghiệp hữu. Hữu ở đây chính là nghiệp hữu, mà nghiệp hữu là coi như là sở hữu tư trong 29 tâm. 29 tâm động lực, nói 29 tâm động lực nghiệp thế cũng được. 29 tâm động lực nghiệp thế cũng được. Đó, đó. Rồi, vậy thì do chúng ta đó sanh khởi cái kiếp sống, chúng ta có mặt ở trong cái cuộc sống này đó, nó phải nhờ vào 29 tâm động lực, 29 tâm động lực nghiệp thế nè. Đó, vậy thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nhờ cái pháp này nó có mặt nên cái pháp kia nó có mặt. Vậy thì 29 cái tâm động lực nghiệp thế này á, là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những cái tâm bất thiện và những cái tâm thiện nghiệp của hiệp thế nó tạo ra cái kiếp sống này. Thành ra đó, chúng ta hiểu nó là ở trong cái câu là hữu duyên cho sanh, hữu duyên cho sanh. Đó, vậy thì nếu mà mình phân tích ra đó quý vị, mình phân tích ra đó thì nói về do chúng ta ở trong những cái đời sống quá khứ, ở trong cái đời sống này, thí dụ như giờ ở trong cái đời sống này đi, chúng ta tạo ra một cái nghiệp gì đó, chúng ta tạo ra một cái nghiệp gì đó bằng thân hoặc là bằng khẩu hoặc là bằng ý, thì coi như là nó sẽ có cái kiếp sống ở trong tương lai. Đó, nếu mà bây giờ quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta ở trong cái ngay trong cái đời sống này nè, nếu mà chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta hộ trì ý căn rồi khẩu căn rồi thân căn của chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm những cái thiện nghiệp, thì ở trong đời sống sau chúng ta sẽ có cái kết quả, có nghĩa là chúng ta có một cái cảnh giới nó thiện. Còn nếu mà ở trong cái đời sống này mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, vân vân, chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp, thì ở trong cái đời sống sau nó sẽ cho chúng ta những cái kiếp sống khổ. Có nghĩa là chúng ta sanh lên, chúng ta bị khổ cái này khổ cái kia, là cũng do nghiệp hữu. Thì nếu mà phân tích ra đó, thì mình nói rằng là 29 tâm, 29 tâm động lực hiệp thế, là nói theo chi pháp, những người nào mà có học thì chúng ta nhớ về cái chi pháp. Quý vị nhớ 29 tâm, 29 phải nói rằng là hai tư tâm sở trong 29 tâm động lực hiệp thế, là chúng ta nhớ là những cái tâm nào? Những cái tâm 12 tâm bất thiện nè, 8 tâm đại thiện nè, rồi 5 tâm thiện sắc giới nè, rồi 4 tâm thiện vô sắc. Đó, những cái tâm này gọi là cái tâm hiệp thế, nó tạo ra những cái nghiệp để cho chúng ta có một cái đời sống mới ở trong tương lai. Chúng ta có một cái ngũ quẩn, hoặc là chúng ta có nhất quẩn, hoặc là chúng ta có tứ quẩn. Còn nếu mà nói chung lại là do cái bất thiện nghiệp, hoặc là do cái thiện nghiệp nó tạo ra cái đời sống ở trong tương lai. Thành ra ở trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Phật mới dạy cho cái chàng thanh niên mà con của ông Tô Đi Giá đó, đó, dạy cho cái chàng thanh niên đó do nghiệp mà nó có phân biệt chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng lúc bấy giờ cái chàng thanh niên mà con của ông Tô Đi Giá đó, là quý vị biết rằng cái chàng thanh niên này là coi như là con của một cái vị Bà La Môn, cũng tinh thuộc những cái tập kinh Phệ Đà lắm. Thành ra đi đến với Đức Phật, hỏi Đức Phật bằng một cách rất là ngã mạn,
Thì lúc đó Đức Phật nói ngã mạn không, trả lời theo ngã mạn. Đó, Đức thanh niên xuất phát Tô Đá đó, con của ông xuất phát Tô Đê Giá đó, hỏi Đức Thế Tôn á, là ở trên, tại sao mà ở trên cái cuộc đời này đó, có người á, thì coi như là sống lâu, có người thì yếu thọ, có người thì nhiều trí tuệ, có người ít trí tuệ, có người được cao sang quyền quý, có người thì sanh trong cái dòng dõi thấp hèn, vân vân. Đó, thì khi mà thanh niên này đó đưa ra cái câu hỏi á, thì nó rất là dài, mà Đức Phật á, thì trả lời rất là ngắn, quý vị. Đức Phật trả lời rất là ngắn. Nghiệp phân biệt chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Đó, thì lúc bấy giờ á, thanh niên này á, mới bạch Đức Thế, con hỏi Đức Thế Tôn á, thì nó rất là chi tiết, mà Đức Thế Tôn á, trả lời cho chúng con á, cho con nghe đó, thì nó rất là ngắn, làm sao con hiểu được cái điều này. Đó, thì ở trong chúng tôi đọc ở trong cái phần chú giải của nghiệp đó, mới giải thích rằng là do thanh niên này ngã mạn, đi đến với Đức Phật mà bằng cái tâm ngã mạn, thành ra lúc đó Đức Phật chỉ trả lời một câu tóm tắt thôi, cho cái chúng sanh đó nghe, để mà đến chi, quý vị, hạ cái tâm ngã mạn xuống, hạ cái tâm ngã mạn xuống. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy giảng giải cho con nghe một cách rộng rãi, chứ con hỏi thì rất là dài, mà Đức Thế Tôn trả lời rất là ngắn. Đó, thì chính cái chỗ này nè, ở trong cái bài kinh chú giải của nghiệp đó, mới giải thích rằng là Đức Phật trả lời như vậy đó, thì cái chúng sanh đó mới hạ cái tâm ngã mạn xuống, quý vị. Mà khi mà hạ cái tâm ngã mạn nó xuống rồi đó, thì mới nghe pháp được của Đức Phật, nghe pháp được của Đức Phật. Đó, thành ra ở đây thì sẵn nhân học cái này, chúng tôi cũng nói sơ qua cái phần đó một chút. Vậy thì ở trong cái phần chi pháp này á, thật ra nó rất là dễ, quý vị. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng á, khi mà mình phân tích ra rồi đó, thì nó dễ. Mình nghe cái câu mà hữu duyên sanh á, mình không biết cái gì hết. Nhưng mà khi mà giải thích ra rồi thì chúng ta thấy rất là dễ. Hữu có nghĩa là những cái nghiệp hữu. Thì những cái nghiệp hữu là cái những cái nghiệp gì, quý vị? Những cái nghiệp mà nó còn, nó còn cái chủng tử cho chúng ta đi tái sanh. Thành ra đó, chúng ta gọi là nghiệp hữu. Còn sanh có nghĩa là gì? Sanh có nghĩa là sự hiện khởi của kiếp sống mới. Cái sự hiện khởi của kiếp sống mới gọi là sanh. Còn nghiệp hữu là có nghĩa là những cái nghiệp mà nó còn đưa chúng ta đi tái sanh. Thành ra lúc đó gọi là nghiệp hữu. Dù cho chúng ta có làm thiện, dù cho chúng ta có tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà chúng ta chưa có đoạn tận, đoạn tận được ái, đoạn tận được vô minh, thì chúng ta sẽ tiếp tục có cái đời sống ở trong tương lai. Đó, quý vị thấy rằng như ở trong cái trường hợp mà có hai anh em đó, là coi như là ở trong thời kỳ quá khứ, làm ruộng mía, có nghĩa là nhà có một cái ruộng mía. Thì khi đó đó, cái người em á, mới ra thăm cái ruộng mía, thì lúc đó đó, mới có thấy mía nó tươi tốt, nó đến cái lúc mà thu hoạch rồi. Thành ra cái người em á, mới lấy cái cây mía đó đó, rồi lấy cái cây mía đó cúng dường cho một cái vị sa môn. Mà cái vị sa môn đó, một cái vị Phật độc giác. Khi mà người em cúng dường cái phần mía của người em cho cái vị sa môn đó rồi, cái người em mới nguyện xin cái sự phước mà cúng dường này, xin cho tôi hãy được đầy đủ tài sản của kiếp người, đầy đủ tài sản của cái kiếp làm chư thiên, và cuối cùng sẽ gặp được bậc thánh nhân để mà chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đó, rồi sau khi nguyện vậy xong rồi, mới bạch ngài, con cũng dường tiếp cái phần này là nhân danh của người anh con đang ở nhà, cúng dường cái phần này cho ngài.
Đó thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật độc giác là cái vị Sa Môn mới nhận cái sự cúng dường đó hết. Ngài dùng thần thông, Ngài đi về núi Hy Mã Lạp Sơn, Ngài mới hiện thần thông cho cái người em này thấy luôn. Thấy luôn là coi như là những cái cây mía đó là được về chia cho những cái vị Sa Môn ở trong cái vùng, ở trên cái vùng núi Tiết đó. Đó, rồi khi đó quý vị thấy rằng cái tâm của cái người giữ ruộng mía này hoan hỷ quá, chạy về mới kể cho người anh, kể cho người anh của mình nghe, rồi nói rằng rồi tôi cũng đã cúng dường giùm anh rồi, cúng dường giùm anh rồi. Đó, nếu mà anh bây giờ anh chịu lấy phần phước á, thì coi như là cái sự cúng dường đó là cái phước của anh. Còn nếu mà anh không chịu tôi gỡ tiền lại anh. Đó, anh không chịu tôi gỡ tiền lại. Thì lúc đó người anh nói không, rồi để cái phước đó cho tôi. Thì người anh chú nguyện do cái sự cúng dường mà cái tâm hoan hỷ này, nguyện sẽ chứng đắc được đạo quả A-la-hán trong một cái đời sống gần. Trong một cái đời sống gần nhất. Thì quý vị biết rằng là hai anh em này là coi như là sau khi mạng chung là luân chuyển giữa hai cõi trời và người, giữa hai cõi trời và người, cứ sanh làm chư thiên, sanh xuống cõi người, rồi cõi người sanh lên chư thiên. Đó, rồi cái người anh trong thời kỳ của Đức Phật quá khứ đó, thành ra cái người anh gặp được hội chúng, cầm bông hoa, nhang đèn đồ này kia, hương hoa rồi đó, đi thì người anh mới hỏi là đi đâu vậy, nó đi nghe pháp. Cái người anh nó nói chờ tôi đi theo nữa. Sau khi mà nghe pháp xong, cái người anh là coi như là tâm lý xuất gia, nó bùng phát lên, nó nổi bật lên. Thành ra cái người anh mới chạy về nói với người em á, thôi bao nhiêu tài sản em giữ hết đi, giữ hết đi, bây giờ anh chỉ thích đi xuất gia. Đó, thì khi mà đi giao tài sản lại cho người em rồi đó, thì người anh đi xuất gia. Quý vị biết rằng là xuất gia là coi như là trong thời gian ngắn chứng đắc được đạo quả A-la-hán, do cái nguyện xưa, do cái nguyện xưa. Còn đối với người em á, thì do cái lời nguyện xưa đó, quý vị thấy rằng á, là lúc đó đi xuất gia không được, tài sản nhiều quá, tài sản còn lại ở nhà nhiều quá. Thành ra với là cái lời nguyện quý vị, cái tâm, cái tâm lý, cái lời nguyện của cái người em á, là còn thích thú ở trong cái tam giới này. Thành ra cái người em không có đi xuất gia, nhưng mà vẫn hộ độ Đức Phật với chư Tăng một cách rất là đầy đủ, cúng dường hộ độ vân vân. Thì ở trong kinh á, mới nói lại á, là coi như là cái người em á, tới cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca là coi như là mới chứng đắc được đạo quả A La Hán, bỏ nhà đi xuất gia rồi sau đó chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra đó để cho quý vị thấy rằng là đối với cái nghiệp hữu, đối với cái nghiệp hữu, khi mà chúng ta làm thiện, chúng ta có thân hành thiện, khẩu hành thiện hoặc là ý hành thiện, nhưng mà vẫn tạo ra cái kiếp sống mới, vẫn tạo ra cái kiếp sống mới là do đâu quý vị? Do cái sự mà chấp thủ, mình chấp thủ cõi người, chấp thủ cõi trời, chấp thủ vào tài sản. Thành ra đó mình mới có một cái kiếp sống mới, thành ra đó gọi là sanh. Đó gọi là sanh. Đó, thành còn đối với cái người anh á, là quý vị thấy rằng khi mà tạo phước, khi mà tạo phước rồi nguyện sẽ gặp được bậc thánh nhân để mà chứng đắc đạo quả A La Hán. Thành ra cái người anh á, là chứng đắc đạo quả sớm hơn. Đó, nhưng mà ở đây đó nha quý vị, chúng tôi nói á, có một cái á, mà có những vị á, thường thường hiểu lầm. Người ta nói á, là mình tạo phước vậy á, rồi mình tạo phước vậy á, rồi nó vẫn còn đi tái sanh, nó vẫn còn đi tái sanh, thôi bây giờ mình tu thiền, mình hành thiền thôi, mình không tạo phước, tạo phước mất công á, còn cái cảnh giới tái sanh đồ này kia. Cái điều này là một cái sự sai lầm. Cái điều này là một cái sự sai lầm quý vị. Nếu mà chúng ta không có phước đó, chúng ta không có đa ná ba ra mi, chúng ta không có quý giá ba ra mi, chúng ta không có những cái pháp ba ra mi, thì làm sao mà chúng ta đầy đủ trí tuệ để mà chúng ta
chọc thủng được vô minh, chúng ta phá vỡ được tham ái. Chúng ta không có phước, chúng ta không có đủ cái khả năng quý vị. Thật sự ra mình nói cái người em khi mà cúng dường mía đó, mà nguyện như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà tài sản rất là nhiều, nhưng mà đủ thời gian, có nghĩa là lúc đó đủ nhân duyên, đủ duyên lành, bỏ tài sản nó đi cái một. Bỏ tài sản nó đi cái một. Còn bây giờ quý vị thấy rằng á, nếu mà mình không tạo phước, mình không tạo phước rồi sao quý vị? Bây giờ mình có thể mà mình ngồi ở đây nghe pháp không? Không. Nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ á, mà quý vị mà không có phước, thí dụ như là giờ quý vị không có phước đi, bây giờ quý vị phải ngồi ở ngoài chợ, quý vị bán rau muống nè, quý vị phải ngồi ở ngoài chợ, quý vị bán tôm, bán cá nè, quý vị phải ngồi ở ngoài chợ, quý vị bán rau, bán dưa, bán gì đó, chứ làm sao mà bây giờ mà mình ngồi trong cái lớp học này mình nghe pháp. Thậm chí mà quý vị biết rằng mình sẽ thấy rất là lạ với những cái vấn đề này. Đó, thành ra có những người á, người ta nói tạo phước mất công luân hồi nữa. Không có đâu, không có đâu. Luân hồi, nhưng mà luân hồi ở cảnh giới người và trời, cảnh giới nhân và thiên, cõi chư thiên và cõi người. Thành ra chúng ta mới có cái cơ hội để mà chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta gặp Phật pháp. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta nghe lời những cái người đó không có tạo phước đó, thì coi như là mình làm sao mà mình có cái cơ hội nghe pháp. Quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập nó rất là khó, nhưng mà cái khó đó nó có thể mình đạt được. Cũng như bây giờ chúng tôi nói thật sự ra nè, quý vị nghe vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, vân vân. Chúng ta nghe nó rối ơi là rối luôn đó. Nhưng mà quý vị nghe dần dần á thì quý vị biết do cái này nè ha, tại sao mình có những cái hành động đó, tại mình bị vô minh, thành ra mình có những cái hành động đó, tại mình bị tham ái, thành ra mình có những cái hành động đó. Đó, quý vị có bị cái tiếng ồn bên ngoài không? Quý vị có bị cái tiếng ồn bên ngoài không? Nếu mà có bị tiếng ồn ở bên ngoài, quý vị thông cảm, tại vì chúng tôi đang dạ cái tiếng xe nó chở xi măng, chở sắt vô đó, chứ không phải rè, phải không? Đâu có rè đâu, phải không quý vị? Alo, quý vị còn nghe không? Đó, thành ra đó, chúng tôi nói với quý vị nghe đó là chúng ta tu tập, dù cho chúng ta tu tập một cái cách nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự tạo phước. Mình tạo nó rất là nhiều cách quý vị. Mình có thể mình bố thí, có thể mình cung kính, có thể mình phục vụ, có thể mình nghe pháp, có thể mình soạn pháp cũng được. Mình soạn lại những cái bài giảng hoặc là những cái câu Phật ngôn để mà mình truyền bá vân vân, bằng cái cách nào cũng được. Khi mà chúng ta muốn tạo phước rồi thì bằng cái cách nào chúng ta cũng tạo được. Còn nếu mà chúng ta không có tạo phước á, không có cái phước báo này nó nâng đỡ á, thì quý vị thấy rằng á, là cái cuộc sống của mình á, mình không, đừng có nói mà ở cõi người, có nhiều khi mình phải sanh xuống khổ cảnh nữa. Thành ra lấy đâu mà mình ngồi mình nghe giảng thiền, lấy đâu mà mình ngồi mình nghe pháp. Đó, thành ra là khi mà chúng ta tạo những cái phước báo đó, nó mới nâng đỡ cái đời sống của chúng ta. Rồi, vậy thì chúng ta biết rằng là cái sự sanh này là cái gì? Cái sự hiện khởi của kiếp sống mới, thành ra gọi là sanh. Còn hữu có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hành động ngục hữu là nghiệp hữu, những cái hành động mà nó còn những cái mầm móng để mà đưa chúng ta đi tái sanh, thì trong đó gọi là nghiệp hữu. Đó, nghiệp hữu đó nó cũng có cái nghiệp thiện, nghiệp thiện cũng như là hồi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe, về cái người mà người ta tạo những cái thiện nghiệp. Hoặc là đối với chúng ta ở đây cũng vậy nè. Ở đây của chúng ta đó thì coi như là mỗi ngày chúng ta cũng có vô ở trong cái lớp học này, chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta hoan hỷ với cái sự sinh hoạt của mọi người.
đó thì chúng ta cũng tạo được những cái thiện nghiệp. Thì quý vị tính đi, coi vậy chứ nó nhiều lắm. Quý vị coi vậy chứ quý vị tính đi, một ngày nó một ngày là coi như là quý vị sinh hoạt, chúng tôi là cho quý vị sinh hoạt là ví dụ như là 40 phút đi. Mà trong đó chúng tôi chỉ cần mà lấy mà của quý vị là 5 phút quý vị có tâm thiện thôi. 5 phút quý vị có tâm thiện thôi. Thì quý vị thấy rằng ở trong quy diệu pháp dạy là một khải móng tay, mình búng tay cái chốc vậy đó, triệu triệu sát na sanh diệt. Mà bây giờ chúng ta một ngày chúng ta có 5 phút tâm thiện chúng ta sanh khởi. Thì quý vị tính đi, hồi trước, từ hồi trước đến giờ, từ hồi trước đến giờ quý vị có bao nhiêu lộ trình tâm mà thuộc về lộ trình tâm thiện này. Đó, lộ trình tâm thiện rồi. Đó, thành ra chúng ta phải biết cái này để mà chúng ta có cái tâm hoan hỷ. Đó, giờ quý vị ngồi, quý vị nghĩ lại đi. Nếu mà đời sống sao mà quý vị mà sanh lại làm người coi. Đó, do những công đức này mà quý vị sanh lại làm người coi. Cái trí tuệ của quý vị sẽ chế tạo ra, chúng tôi không biết là chế tạo ra cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải tu tập thêm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó, nói chung là mình phải tu tập về thiền. Để làm chi quý vị? Để đời sống sau đó, cái chuyện mà làm vua, làm hoàng hậu, làm cái gì một chút nữa, chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác. Đó, thì cái phước mà mình tu tập này nè, đời sống sau đó, mình sẽ có một cái trí tuệ. Nhưng mà không biết là lúc đó là cái trí tuệ đó là nó có đi kèm với những cái thuộc tánh mà những cái tánh khí mà mình còn huân tập ở trong quá khứ không? Có nghĩa là thí dụ như mình làm vua hoặc là mình là cái người mà có trí mà mình đi chế tạo ra toàn là những con virus COVID được không? Đó là nó mới chết đó nha quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Cũng như là quý vị thấy rằng á, đời nay quý vị tối ngày quý vị học tâm tâm bất thiện có 12 tâm nè, tâm đại thiện có 8 tâm đại thiện nè, đó vân vân. Rồi sở hữu hợp rồi quý vị toàn là luyện, quý vị luyện toàn là trí tuệ không nhưng mà mình phải có cái sự tu tập chứ không thôi là đời sau mình sanh ra cũng có trí tuệ nha, mà mình toàn là coi như là mình vô mình nghiên cứu mình chế tạo toàn là những cái con mà virus đồ này kia, vũ khí sinh học đồ không á, chứ không phải giỡn đâu. Đó, thành ra chúng ta phải có cái tu tập về từ bi hỷ xả, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó quý vị, chúng tôi nói thật sự ra đó, cái điều này không phải là nói chơi đâu, mà chúng tôi nói thiệt đó, chúng tôi nói thiệt cho quý vị nghe để mà chúng ta ngừa, chứ không thôi là chúng ta cứ ôm cái hiềm hận, chúng ta ôm cái hiềm hận đó rất là ghê. Bây giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe mà nói về một cái vị tỳ kheo ni này đó, mà quý vị biết rằng mà ôm cái hiềm hận mà từ ở trong quá khứ, là cũng đồng thời là cũng tạo, khi mà tạo cái phước đó, mà nó kèm theo cái những cái tâm mà nó sân hận đó quý vị, nó sân hận mà để cho ở đời sau mà khi mà thành tựu cái nguyện đó rồi mà bị bể tim chết, thành tựu cái nguyện đó rồi mà bể tim chết. Đó, quý vị biết rằng ở trong thời kỳ Đức Phật của mình đó, có một cái vị tỳ kheo ni đó, tên là Suphadda. Ở trong thời kỳ Đức Phật của mình đó nha, Đức Phật Thích Ca của mình đó, gần đây đó, có một cái vị tỳ kheo ni đó, tên là Suphadda. Cái vị tỳ kheo ni đó là chứng đắc được túc mạng thông. Mà túc mạng thông là quý vị biết được là cái gì không? Cái trí nhớ về những cái kiếp quá khứ ở trong gần đây, ở trong gần đây. Lúc đó là cái vị này chưa có đắc được đạo quả nha, chưa có đắc được đạo quả, chỉ có đắc được túc mạng thông thôi. Quý vị biết á, đối với cái người á, mà tu tập á, cái tâm mình thanh tịnh á, cái tâm mình thanh tịnh á, mình sẽ nhớ được những cái gì mà nó đã diễn ra. Đó, thì cái tâm mình càng thanh tịnh thì mình càng nhớ được nhiều. Thí dụ như, để chúng tôi chờ xe chạy qua cho đỡ lộn.
Cũng như quý vị, cái tâm của mình, thí dụ như tâm tâm của mình thanh tịnh nè, mình nhớ hôm qua học đề tài gì, hôm qua thứ năm học đề tài gì, rồi thứ tư học đề tài gì, thứ ba học đề tài gì, rồi thứ hai học đề tài gì, chúng ta nhớ từ từng này tới từng trước luôn, tới từng kia luôn, là do cái tâm của chúng ta nó yên tĩnh. Còn tâm của chúng ta bây giờ chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền, mình lo đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra ngày nào mình nhớ ngày đó, nó là do tâm mình không có yên tĩnh, thành ra nó nhớ không được đó. Còn cái người mà có túc mạng thông á, là do cái tâm của người ta, tuy là người ta chưa đắc được đạo quả, chưa phải là một cái thánh nhân, mà người ta do cái tâm của người ta có cái cận định, hoặc là có cái định, thành ra tâm rất là thanh tịnh, rất là yên tĩnh, người ta hướng tâm đến đâu là người ta nhớ tới đó, hướng tâm đến đâu là nhớ tới đó. Thì cái vị tỳ kheo ni này là coi như là đắc được túc mạng thông, có cái trí nhớ, nhớ được các cái kiếp ở trong quá khứ. Thành ra lúc đó đó, cái vị tỳ kheo ni này mới quán xét coi, mới quán xét coi mình bây giờ mình tu tập với Đức Phật, mình tu tập với Đức Phật, thì cái chỗ này mình phải gọi là Bồ Tát nè. Rồi bây giờ mình quán xét coi ở trong quá khứ đó, mình có từng là dính líu hay là có cái gì với Bồ Tát không? Đó, thì cái vị tỳ kheo ni này mới quán xét mới thấy ở trong một cái kiếp đó là có cái kiếp đó, mình làm vợ của Bồ Tát, làm vợ của Bồ Tát. Rồi lúc đó cái vị tỳ kheo ni này mới quán xét thêm nữa coi mình có phải là một cái người vợ hiền của Bồ Tát không? Đó, thì lúc đó đó cô mới quán xét thấy rõ rằng là mình gây ra cái chết cho Bồ Tát, chứ mình không phải là cái người vợ hiền, mà mình gây ra cái chết cho Bồ Tát. Thành ra lúc đó cô bật khóc, cô bật khóc giữa cái hội chúng, bật khóc giữa cái hội chúng. Thì lúc đó đó mới có Đức Phật ở đó, có Đức Phật ở đó, thì lúc đó Đức Phật phải thuyết lại cho cái hội chúng nghe về cái tiền kiếp xa xưa của Đức Phật mà liên hệ với cái hội chúng này, thì lúc đó đó quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta mới kể lại ở trong cái kiếp đó đó, Đức Bồ Tát của chúng ta đó là một cái con voi chúa và sống ở trong một cái đàn voi đó là mấy chục ngàn con, một cái đàn voi của Bồ Tát cai quản đó quý vị, là mấy chục ngàn con. Thì ở trong đó đó có hai cái con voi cái, một cái con đó, là Maha Suphadda, một cái con voi cái nữa đó là Chu Lá Suphadda, có nghĩa là con voi cái lớn cái nhỏ đó, cái chị cái em đó đó. Thì hai con voi cái này á đều là coi như là vợ của Bồ Tát hết, đều là vợ của Bồ Tát hết, hai con voi cái này đó. Bồ Tát á là con voi đực đó, thì đều sống chung ở trong một cái khu rừng già, một cái khu rừng già. Thì một ngày kia đó, đối với cái con voi đực này nè, nó mới đứng, nó đang ăn vậy đó, rồi nó ngứa cái hông, ngứa cái mình á, thành ra nó mới thúc vô cái cây, thúc vô một cái thân cây. Thì đó, lúc đó nó thúc vô một cái thân cây như vậy đó, thì cái con voi chị á, là có nghĩa là giống như là bây giờ mình nói là vợ lớn với vợ nhỏ cho dễ hiểu đi, vợ lớn với vợ nhỏ cho dễ hiểu đó. Thì cái con voi á, mà vợ lớn này nè đứng ở dưới cái chiều gió, đứng ngược lại cái chiều gió, còn cái con voi mà là vợ nhỏ đó mới đứng ở cái phía mà thuận theo cái chiều gió. Thành ra lúc đó đó là bao nhiêu cái tổ kiến, bao nhiêu cái cành lá nó mới rớt lên cái con voi vợ nhỏ, nó cắn, nó chích ở trong lỗ tai của con voi vợ nhỏ gì đó đó. Còn bao nhiêu cái bông hoa đó thì nó lại rớt lên mình của cái con voi mà là vợ lớn. Thành ra lúc đó đó cái con voi mà vợ nhỏ đó là coi như là mới nuôi cái ý hận thù, là có nghĩa là
cái người chồng của mình là làm như vậy, làm như vậy không có công bằng, đó là nuôi một cái hận thù rồi. Rồi khi đó một lần khác là coi như là khi mà tắm ở trong một cái hồ, một cái hồ giống như là một cái biển hồ gì đó rất là rộng, thì những con voi con mới bứng được một cái bông hoa rất là xinh đẹp, rất lớn, rất là xinh đẹp, thì mới đem cúng cho Bồ Tát, cúng cho con voi chúa. Thì cái con voi chúa nhận xong rồi lại đưa cho con voi cái, mà con voi cái này là coi như là con voi mà vợ lớn gì đó đó. Thì một lần nữa con voi mà vợ nhỏ này đó thì nhìn thấy như vậy, nhìn thấy như vậy, thành ra mới bắt đầu là nuôi thêm một cái lòng ganh tị nữa, nuôi thêm một cái lòng ganh tị nữa. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị. Chúng tôi sợ là mình giảng cho chư Thiên nghe không, chứ quý vị không có nghe, thành ra chúng tôi hỏi lại. Đó, thành ra lúc đó quý vị biết không, là coi như là cái con voi cái mà vợ nhỏ này nè thêm một cái hiềm hận nữa rồi, thành ra nó đánh nóng rồi ha. Bắt đầu một ngày hôm đó đó thì quý vị biết đối với cái loài voi á, có một cái tâm linh rất là lớn, sống ở trong rừng đó, nhưng mà rất là tôn kính những vị sa môn, sống ở trong rừng nhưng mà rất là tôn kính các vị sa môn. Thì một cái ngày kia đó là nguyên cái đàn voi này đó được gặp 500 vị sa môn, 500 vị sa môn, mà ở trong kinh nói lại là 500 vị sa môn đó là 500 vị Phật độc giác quý vị, 500 vị Phật độc giác đó. Bây giờ cái con voi mà vợ nhỏ này nè đó bắt đầu nó mới nảy sinh cái ý định, bây giờ cái sự cúng dường của mình, cúng dường của mình á, thì mình phải mình phải nguyện làm sao mà để mà lấy mạng, lấy mạng được cái con voi, mà cái con voi mà là chồng của mình đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, là nhưng mà quý vị thấy rằng á, cái trước khi mà chúng tôi nói về cái điều này á, mà tại sao cái nguyện của con voi này mà thành công quý vị, cái nguyện của con voi này mà thành công là tại sao? Tại vì chúng ta nên hiểu rằng á, là cái con voi á, nó có một cái đời sống tâm linh nó hay lắm quý vị. Nó biết hiểu rằng những cái vị Phật độc giác là những cái vị mà có giới đức cao tột trong thời bấy giờ. Những vị Phật độc giác là coi như là ở trong cái thời đó là có Phật độc giác thôi, đâu có bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra cái những cái vị Phật độc giác là coi như là nhất rồi, số một, nhất rồi, số một rồi, có giới đức cao tột mà là một cái phước điền vô thường đó. Rồi quý vị biết cái con voi mà vợ nhỏ này nè, nó cũng là coi như là một cái con voi mà có giới luôn, có giới đức, có giới đức. Quý vị thấy cái nồi voi coi gì chứ, ít sát hại ai lắm, ít sát hại ai lắm. Thành ra là cũng có giới đức. Rồi cái con voi này nó mới là biết rằng là những cái cây trái ở trong rừng mình lấy là coi như là chân chánh, chân chánh có nghĩa là cái vật cúng dường của mình chân chánh. Rồi con voi này á, là coi như là cũng có đầy đủ đức nơi nghiệp và quả của nghiệp, biết rằng những cái quả nghiệp cúng dường này nó rất là lớn, có niềm tin biết được những cái điều này hết quý vị. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng nhờ vào bốn cái yếu tố này, chúng ta nhớ nha, đối tượng nè, đối tượng có giới đức nè, rồi bản thân người cúng cũng có giới đức nè, vật cúng dường là vật thanh tịnh, không phải là do trộm cắp mà có, hoặc là chiếm đoạt gì đó. Rồi rồi coi như là có đức tin đầy đủ về nghiệp và quả của nghiệp. Đó, quý vị thấy con voi mà còn có đức tin, mà mình không có đức tin là có chết nha. Mình bởi vậy nhiều khi mình có nhiều người ta nói ôi tại vì tôi đi chung tôi thấy như vậy người ta làm tôi không làm theo rồi nó kỳ kỳ thôi tôi cũng ráng tôi bố thí chết đó. Con voi mà người ta còn có đức tin nó, mà mình không có đức tin nghiệp và quả của nghiệp đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó đó đầy đủ bốn cái yếu tố này ha. Xong rồi cái con voi này á quý vị biết không,
khi mà nó cúng dường á, là nó cúng dường á, thì nó nguyện, là cúng dường mà nó nguyện trong tâm, là nguyện trong tâm. Quý vị biết nguyện gì không? Cái sự phước báo mà cúng dường này, nguyện cho con được tái sanh làm công chúa trong cái gia tộc của vua Mát Đát. À, quý vị thấy ghê không? Nguyện cái công đức cúng dường này cho con được tái sanh làm công chúa ở trong gia tộc của ông vua Mát Đát. Đó, nguyện cho cái phước cúng dường của tôi, à, cho tôi nếu mà sanh ra được làm người con gái thì cũng tên là Số Phách Đa. À, làm người con gái thì cũng tên là Số Phách Đa. Rồi cái nguyện thứ ba, cái sự cúng dường này con nguyện trở thành chánh cung hoàng hậu của vua Varanasi. Đó, quý vị thấy nguyện ghê không? Nguyện sanh làm công chúa ở trong gia tộc mà vua Mát Đá, rồi nguyện mình tên là như vậy luôn. Rồi nguyện mình sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu của ông vua Varanasi luôn. Rồi nguyện cho con có thể thuyết phục được vua Varanasi để mà thỏa mãn những cái ước muốn của con. Thấy ghê không? Nguyện làm coi như là chánh cung hoàng hậu của ông vua rồi, mà còn nguyện là coi như là con thuyết phục ông vua được luôn. À, những gì mà con muốn là con phải thỏa mãn. Quý vị thấy nguyện ghê hồn chưa? Đó, nguyện ấn hồn chưa? Rồi cái thứ năm là nguyện cho con có thể phái được cái người thợ săn để mà đi lấy cái cặp ngà của con voi Chanh Đắc Tá. Có nghĩa là Bồ Tát của mình đó. Con voi Chanh Đắc Tá là Bồ Tát của mình đó, là cái người chồng đang làm cái kiếp voi đó. Đó, quý vị thấy không? Đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị nghe, tại sao mà cô ta muốn nguyện, tại sao mà cô ta muốn nguyện làm công chúa ở trong cái gia tộc Mát Đá, quý vị. Tại vì quý vị thấy rằng là nói gì nói chứ cái sắc đẹp á, công chúa là phải có sắc đẹp, mà cái sắc đẹp á, thì nó rất là cần thiết với cái địa vị xã hội cao. Bây giờ mà làm công chúa mà xấu quá, không ông vua nào không cưới á. Đó, mà ông không cưới thì lấy gì mà có quyền lực. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái sắc đẹp á, nó cũng rất cần thiết đối với cái địa vị cao ở trong xã hội. Đối với cái địa vị cao ở trong xã hội, thành ra đó, cô mà muốn thuyết phục được ông vua đó thì cũng phải cần có sắc đẹp. Mình xấu quá mà mình đòi hỏi nhiều quá. Đã nghèo mà còn không nhan sắc nữa, làm sao thuyết phục ông vua, quý vị. Thành ra coi như là đẹp. Cô, quý vị thấy cô này có quyền. Trời, cái ông vua này có quyền ghê thiệt chứ. Nguyện làm chánh cung hoàng hậu, mà nguyện thuyết phục được ông vua để mà thỏa mãn mọi cái ước muốn của cô ta. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cô ta mới nguyện như vậy. Đó, thì bây giờ mình phải đẹp, mình phải sanh trong cái gia tộc cao quý, gia tộc vua chúa, rồi mới làm chánh cung hoàng hậu. Chánh cung hoàng hậu rồi muốn thuyết phục được ông vua cũng phải có sắc đẹp mà mới thuyết phục được ổng đồ này kia. Đó, tại vì cô này cổ biết là những cái vị vua này là có một cái quyền lực mà cao nhất trong các vị vua. Thành ra người ta tạo phước, người ta mới nguyện như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng những cái lời nguyện của cô ta đó là coi như là thành công hết. Những cái lời nguyện của cô ta là coi như là được hết. Đó, thì cô sanh ra là cũng như là cũng trong cái gia tộc vua Mát Đá, cũng là công chúa tên Số Phách Đa, rồi cũng làm chánh cung hoàng hậu của ông vua luôn, mà được ông vua cưng chiều, coi như là muốn cái gì được đó. Thành ra đó, một ngày kia đó, cô đã coi như là cô đã tập trung hết tất cả thợ săn, để mà cô ra lệnh cho tất cả cái thợ săn á, là phải đi vô cái khu rừng đó để mà lấy được cặp ngà của con voi Chanh Đắc Tá về đây cho ta. Đó, thì ở trong đó nó cũng có một cái quan cái nữa, thợ săn mà giỏi nhất á, là cũng là Đề Quá Đắc Tá, tiền thân của Đề Quá Đắc Tá, Đề Bà Đạt Đa đó. Đó,
Thì quý vị biết cái cô này cũng mới dạy cho cái người thợ săn đó, đó là coi như là cái con voi mà tranh đất tá đó, đó là rất là quý những cái vị tu sĩ. Thành ra ngươi đi vô khu rừng đó rồi đó, ngươi phải đắp cái y cà sa màu vàng lên đó, thì nếu mà ngươi có thất bại thì con voi đó nó không có dẫm ngươi chết đó. Thì quý vị biết rằng á, nguyên một cái đám thợ săn này đó là đi mất 7 năm mất 7 năm mới tới được cái khu rừng đó à, mất 7 năm mới tới được cái khu rừng đó. Thì khi mà đến khu rừng đó rồi đó mới canh con voi tranh đất tá à, canh con voi tranh đất tá để mà lấy cặp ngà về à, cho chánh cung hoàng hậu đó. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát của mình đó, quý vị biết không, Bồ Tát của mình là coi như là vừa bị bắn tên cái là Bồ Tát của mình là phản ứng liền à, vô cho tranh đất tá phản ứng liền. Thì lúc đó quý vị biết là coi như lúc đó con vô tranh đất tá đó là coi như là lấy cái dồi mà cuốn à, cuốn cái tên thợ săn đó lại. Thì cái tên thợ săn đó, đó mới nói thiệt à, mới nói thiệt là do chánh cung hoàng hậu á, là muốn lấy cái cặp ngà về à, để mà cho hả giận cho đã tức đó, thành ra mới sai tôi đi vô đây tôi làm à, tôi làm cái điều đó. Thì lúc đó Bồ Tát của mình á, vôi chanh đất tá đó, mới thấy như vậy à, mới thấy như vậy mới kêu cái người thợ săn á, rồi bây giờ ta cho người cưa cái cặp ngà đó, cho người cưa cái cặp ngà đó. Thì quý vị biết thợ săn sao lúc đó dám cưa nữa, coi như là cưa không nổi nữa, run quá sợ quá, vôi mà vôi chúa mà quý vị. Thành ra lúc đó đó con vôi chanh đất tá đó đã lấy cái dồi của mình á, quắn vô cây cưa mà cưa cái ngà. Ngà, cưa cái ngà của mình, cưa cái ngà của mình đến nỗi mà khi mà cái cặp ngà đó nó bị đứt lìa ra rồi đó, thì Bồ Tát của mình chết luôn quý vị. Ngà, con voi chúa đó đã chết luôn. Thì quý vị biết rằng khi mà cái người thợ săn này đó, ôm cái cặp ngà đó đi trở về đó, quý vị biết đó, ở trong kinh kể lại đó, cái quy lực của cặp ngà đó thôi đó, ngà là coi như là làm cho cái người thợ săn này đi có một tuần lễ là về tới hoàng cung. Hồi lúc bận đi á, là 7 năm à, nhưng mà khi mà ôm cái cặp ngà này mà đi về đó, quý vị thấy rằng có một tuần lễ à. Quý vị thấy cái quy lực của Bồ Tát ghê không? Đó, rồi xong rồi về đưa cho chánh cung hoàng hậu à, đưa cho chánh cung hoàng hậu thì lúc đó đó mới kể lại cho chánh cung hoàng hậu nghe à, Xú Phách Đa nghe. Thì khi mà kể lại cho Xú Phách Đa nghe xong á, là nói rằng là con voi đó là tự động cưa cái cặp ngà và kêu đem về cho chánh cung hoàng hậu đó. Thì rồi tôi vừa nhận cặp ngà đó xong là coi như là voi chúa đó đã chết luôn à, voi chúa đó đã chết. Quý vị biết rằng chánh cung hoàng hậu Xú Phách Đa nghe kể lại cái câu chuyện đó là quý vị biết sao không? Lúc đó buồn bể tim chết luôn. À, buồn bể tim chết luôn, thấy cái lòng sân hận của mình à, mà đã khi mà mình đã thoát kiếp voi, mình được làm kiếp người rồi mà mình vẫn còn quay lại để hại cái người tình xưa của mình. Âu yếm hôm qua không xóa được nỗi buồn hôm nay âu yếm hôm qua không xóa được nỗi buồn hôm nay nó quý vị nó ghê không đó. Mình đã thoát được kiếp voi rồi mà mình còn quay lại hại cái người chồng cũ của mình là một voi chúa ở trong rừng sâu đó. Mà quý vị biết suy nghĩ như vậy đó, buồn bể tim chết, cũng do cái sự sân hận buồn bể tim chết luôn đó. Quý vị thấy một chuyện nó rất là khủng khiếp đó. Thành ra Đức Phật á, dạy cho chúng ta đó, Đức Phật dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Các ông cần phải luôn luôn quán xét cái tâm của mình. À, như sao trong một thời gian dài tâm này bị tham, bị sân, bị si làm cho ô nhiễm, do phiền não của tâm này các tỷ kheo bị ô nhiễm do không có phiền não, thành ra được cái sự thanh tịnh của tâm đó, nên các chúng sanh được thanh tịnh đó. Quý vị thấy rằng đối với khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp hữu mà nó thuộc về bất thiện thì nó đưa chúng ta có một cái đời sống nó xấu, một cái đời sống nó xấu đó. Thành ra đó khi mà mình thật sự ra mình ở trong cái cuộc sống đó mình tuy rằng là nói rằng
được sanh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe diệu pháp là khó, được gặp Đức Phật ra đời là khó. Thì ở trong cái thời nay đó, mình ít nhiều gì mình cũng được sanh làm người, ít nhiều gì cái đời sống của mình nó cũng phải là đi mò cua bắt ốc hay là làm những cái nghề mà ở trong lò sát sanh đồ này kia. Đó, thành ra mình cũng được làm người rồi, cái sự nuôi mạng của mình nó cũng đỡ đỡ quý vị, nó cũng đỡ đỡ hơn. Đó quý vị, tại vì không biết là quý vị có thấy những cái cảnh đó không, chứ có những người phụ nữ đó quý vị biết, chúng tôi nè, nhà chúng tôi hồi đó ở ngoài, ở giữa chợ cá nè, quý vị biết sáng giờ này là thấy mấy bà bán cá, mấy bà đập đầu cá, bạch 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 bạch, cá lóc, cá trê, cá gì tùm lum hết, đập quá trời luôn. Lương rồi cũng vậy, rồi có khi lương bỏ vô cái bao, rồi coi như là bỏ vô cái bao là coi như là cuốn cuốn lợn đập, cành 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 gì đó, đó. Thành ra quý vị thấy rằng ít nhiều gì chúng ta cũng được sanh lại làm người rồi, ít nhiều gì chúng ta cũng là cái người mà nuôi mạng cũng được, nó cũng đỡ đỡ, cũng không có quá khó khăn, không có quá khó khăn quý vị. Rồi chúng ta cũng gặp được chánh pháp, không có gặp được Đức Phật thôi. Đó, thành ra chúng ta tạo cái phước gì đó, chúng ta cũng phải an trú ở trong tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta an trú ở trong đó, đừng hiềm hận. Giống như là cái người, cái vị tỳ kheo ni mà Suppada. Cái vị tỳ kheo Suppada, quý vị thấy rằng ghê không? Đó, nguyện nguyện như vậy để chi? Để trả thù. Còn bây giờ nếu không, mình hồi lúc trước mình sát sanh, giờ mình đừng có nhớ chuyện đó, mình không có nhớ cái chuyện đó, mình nhớ ba cái chuyện thiện của mình thôi, những cái thiện nghiệp của mình nhớ thôi. Còn cái chuyện mà sát sanh hay là cái chuyện mà mình gây thù chuốc oán thì thôi, mình bỏ qua, coi như là đóng cái phim đóng cái những cái tư tưởng đó là hết. Đối với chúng tôi cũng vậy. Đó, còn bây giờ đó, chúng ta có thể chúng ta nguyện ở trong đời sống sau đầy đủ tài sản, nhưng mà đầy đủ tài sản để chi vị? Để nâng đỡ Phật giáo. Quý vị nguyện có thể, nếu mà mình chưa có chứng đắc được Niết Bàn, chưa có trở thành một cái vị A-la-hán, có thể như chúng tôi cũng nguyện, nếu mà trong cái thời kỳ nào mà chúng tôi gặp được Phật Pháp, gặp được chánh Pháp, lúc đó cho chúng tôi đầy đủ trí tuệ và đầy đủ tài sản, coi như là mà hốt ở dưới đất lên nó cũng thành tài sản, nó cũng thành tiền. Để chi? Để nâng đỡ Phật giáo liền. Để nâng đỡ Phật giáo, mình có nhiều khi mình phải nguyện nhiều vị đó. Có những người thì nếu ai có duyên lành, đầy đủ ba la mật, đầy đủ phước báo, rồi chấm dứt sanh tử luân hồi là tốt, là rất tốt. Còn nếu mà mình chưa đầy đủ ba la mật, thì lúc nào mà gặp chánh pháp là phải có đầy đủ tài sản để nâng đỡ chánh pháp một cách như ý của mình. Đó, mình có tạo những cái nghiệp hữu thì cũng phải cỡ đó đó, cũng phải cỡ đó đó quý vị. Đó, thành ra chúng tôi đã kể ra cái câu chuyện này cho quý vị thấy rằng là đối với cái nghiệp hữu, nó sẽ có cái đời sống mới, thành ra mới gọi là hữu duyên cho sanh. Đó, thì ở trong đó thí dụ như hữu mà thuộc hữu bất thiện thì có cái đời sống, có cái kiếp sống khổ, cái kiếp sống khổ sanh ra ở trong loài thú, hoặc là xấu sắc, hoặc là thiếu trí rồi vân vân. Mà cái hữu mà nó thuộc về thiện thì chúng ta cũng có một cái đời sống mới, giống như là làm công chúa, hoặc là sanh ra mình có một cái thân hình nó tốt, một cái trí tuệ, hoặc là một cái tài sản vân vân, thì là do cái hữu thiện, thiện nghiệp hữu đó, nó cho chúng ta có một cái sanh hữu, một cái sanh y nó được thành mãn, nó được viên mãn. Đó, thành ra là như vậy. Bây giờ thì đến đây là cũng quá với thời gian rồi, nên chúng tôi kết thúc cái phần hữu duyên cho sanh. Hữu duyên cho sanh, kỳ sau mình sẽ học về sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ, u não, vân vân. Ngày tuần sau thì rất là dài, có thể chia ra nhiều ngày. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và chia điều đến quý vị đang thính pháp. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này
đến các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến hương linh của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1936, mất ngày 12 giờ 12 ngày 13 tháng 9 năm 2020, hưởng đại thọ 84 tuổi. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến bà Trương Thị Đông, pháp danh Nguyên Sưng. Mong các vị hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, rất là hay ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều, và kính tri ân sư đã hồi hướng phước cho mẹ chồng của Nguyên Như, và hình như là mẹ của Duyên. Dạ, con xin thành thật kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con và kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini thube kare bodhikare tahin tahin ta thamma dane na phawantu pucita so ting karonte thavihara mandale he ra cha mat cha na wa ka cha fit ka wo saramika dana pati upasaka gama cha desa ni gama cha itsara sabba na phuta sukita phawantu te cha la pu cha ye pi cha an pa sam da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa tit cha te sap te pi duk kha sa ka ron tu sang kha yang ta tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra tha buk ga la sang kho ho tu samang go wa antha ya cha hita ya cha amhe rakha tu sat thammo sabbe pi thammacharino vuthin sampa puneya ma thammariyam bawe dihite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đạt, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, và kính tri ân quý cô chú Phật tử, và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối, tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam.
Và ngày mai là ngày thứ sáu, chúng ta sẽ học giờ của thầy kinh và vi diệu pháp. Và con kính mời đạo tràng, kính mời quý sư. Và sau đây con xin xuống mic và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con xin tạm biệt đạo tràng. Kính chúc đạo tràng một đêm an lành.